Ta sẽ biết rồi. Vừa ra. Sự. Nhanh vừa ra. Mặc cái quần dài không anh? Mặc cái quần dài. Lên đi lấy mặc cái quần nóng lạnh. Nhanh. Không cần bây giờ. Tiếp đi. Lên. Đi. Đấy. Miền mà. Theo em thì hôm nay cả hai đội đã chơi rất tốt ạ. Nhưng mà nếu mà đội Việt Nam mình mà tự tin hơn thì em chắc chắn là sẽ có nhiều bàn thắng hơn nữa. Sau khi mà hòa không đều ở trong hiệp thi đấu đầu tiên thì cái kế hoạch và sự chuẩn bị của đội như thế nào trong hiệp đấu thứ hai? Chiến thuật của đội thì vẫn sẽ tấn công ở hai biên ra và tạt ngược điểm lên để lúc cầu môn thôi ạ. Cái cảm giác của sự sau khi bàn thắng như thế nào? Em rất là vui ạ, rất là tự hào vì mình may mắn mình có được đầu tiên lên đội tuyển đá và được đá vào đội hình chính thức ạ. Nhận xét của sự thế nào về đội tuyển Hàn Quốc và liệu Việt Nam đội tuyển chúng ta có thể giành cái vị trí đầu tiên nhất bảng hay không? Em cũng không thể biết được nhưng mà bọn em sẽ cố gắng quyết tâm vào những trận đấu tiếp theo. Ok, cảm ơn chị.